Tiếp theo mời quý vị đến với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, theo các chuyên gia y tế thì ung thư vòm họng là bệnh lý ác tính với hơn 6.000 ca mắc mới và gây tử vong cho khoảng 3,3% trường hợp ở Việt Nam mỗi năm. Ung thư vòm họng có tỷ lệ biến chứng và tử vong là cao, nhưng ở giai đoạn đầu thì bệnh không có biểu hiện hay triệu chứng rõ ràng, dễ dẫn đến người bệnh chủ quan, bị nhầm sang các bệnh lý khác về tai mũi họng thông thường. Vậy thì câu hỏi là làm thế nào để phát hiện, tầm soát sớm những dấu hiệu ban đầu của bệnh cũng như cách phòng ngừa các bệnh nguy hiểm này? Đây cũng là nội dung chính trong tiểu mục chuyện tối nay. Và chúng tôi xin được giới thiệu khách mời, Phó sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện An Việt. Xin chào bác sĩ ạ. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin kính chào MC. Cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay tôi. Nhắc đến ung thư nói chung hay là ung thư vòm họng nói riêng thì chúng ta đều có sự lo lắng nhất định. Và đặc biệt như chúng tôi cũng có trích một cái thông tin là rất dễ nhầm với các bệnh lý khác. Vậy thì đầu tiên khi nói đến việc là có cái tỷ lệ là tăng các cái ca mắc ung thư vòm họng tại Việt Nam thì bác sĩ có nhận định thế nào và nguyên nhân tại sao lại có tình trạng gia tăng như vậy thời gian qua? Thế thì chúng ta biết ung thư vòm họng đấy là một cái ung thư nó nằm ở cái vùng vòm của cái họng, nó nằm ở vùng họng mũi. Bởi vế thì nó sát với lại cả cái nền sọ. Thế thì tất cả các cái con đường mà nó dịch chuyển của ung thư nó có thể tiến vào não, nó cũng có thể tiến vào các cơ quan lân cận, rồi nó cũng có thể tiến vào các cái vùng khác để nó gây ra các cái triệu chứng mượn. Tại vì là vòm là một cái vùng rất kín, cho nên là nó không biểu lộ ra ngoài để chúng ta có thể phát hiện được khối u. Thế bởi thế thì vì nó kín như thế thì bởi thế thì khi nó lan tràn nó sang các cái cơ quan kế cận rồi lúc đấy chúng ta mới phát hiện ra. Ví dụ như là nó tiến triển và nó gây ra một cái tình trạng viêm xoang. Thế thì chúng ta chỉ thấy bệnh nhân xì và ra máu mũi rồi là có các cái dấu hiệu của viêm xoang thì chúng ta lại nghĩ là viêm xoang. Hoặc là nó có các cái biểu hiện như là bị bệnh nhân bị lác. Đấy, thế là nó lại tiến vào trong não, nó lại gây ảnh hưởng vào các cái dây thần kinh sọ. Thì có những bệnh nhân thì lại biểu hiện bằng khít hàm, có bệnh nhân thì biểu hiện. Nói chung là có rất nhiều các cái triệu chứng mượn các cơ quan khác lân cận để nó làm cho chúng ta bị nhầm lẫn. Thế thì phải nói rằng là ung thư vòm mũi họng đấy là một cái bệnh ung thư mà nó chiếm cái tỷ lệ khá cao. Ví dụ như là trong cái năm 2023 vừa rồi ở viện K3 Tân Triều ấy, là nó số lượng ung thư vòm để vào nhập viện điều trị trong cái bệnh viện K3 nó chiếm 11%. Tức là cái trung bình nó chiếm khoảng 10-11%, thế là cũng rất là cao ở trong cái tổng ung thư chung của toàn cơ thể. Còn trong cái chuyên ngành tai mũi họng thì ung thư vòm mũi họng nó là chiếm tỷ lệ cao. Thế thì chúng ta biết rằng là cái ung thư vòm thì nó có cái đặc tính là nó chiếm tỷ lệ cao như thế. Và là chúng ta biết ở trên thế giới thì là người ta thấy rằng là nó có cái đặc tính về chủng tộc rất rõ. Ví dụ những cái người ở bên Trung Quốc hoặc là những cái người ở cái vùng Đông Nam Á thì cái tỷ lệ ung thư vòm cao hơn hẳn. Còn những cái người gốc ở châu Mỹ, người da trắng thì cái tỷ lệ đấy nó rất thấp, rất hiếm hoi. Thế và chúng ta biết rằng ung thư vòm thì hay gặp ở cái lứa tuổi từ 30 đến 50 tuổi, tức là cái lứa tuổi trung niên. Tất nhiên là người trẻ cũng có thể gặp nhưng rất hạn hữu. Thế cái thứ hai nữa là về cái giới tính thì nó có cái giới tính rất rõ là cái ung thư vòm thì gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Tất nhiên là nữ giới thì cũng có gặp nhưng không phải, nhưng mà cái tỷ lệ ở nam giới nó cao hơn hẳn. Thế cho nên là cái ung thư đây là một cái ung thư khá thường gặp. Qua những phân tích rất là ngắn gọn của bác sĩ thôi, tôi cũng thấy được là nó nguy hiểm như thế nào và quả thật là cái sự quan trọng của việc mình đi khám thường xuyên, khám sớm nó quan trọng thế nào. Chính xác. Chỉ qua vài phút bác sĩ nói và tôi đã có rất nhiều thông tin mà tra trên mạng chưa chắc đã có. Vậy thì với cái việc quan sát của mình trong thời gian vừa qua thì bác sĩ thấy các trường hợp bị ung thư vòm họng đến điều trị thì thường ở giai đoạn nào và việc đến muộn thì nó gây ra những cái vấn đề gì ạ? Thế thì trong những cái năm gần đây thì cái tỷ lệ mà cái ung thư vòm họng đến muộn thì nó cũng đã có cái cải thiện rất rõ. Tức là người ta đã hiểu biết sớm hơn và người ta đến sớm hơn. Thế thì tuy vậy thì cái người mà tình cờ đi chưa có triệu chứng gì, vì ung thư vòm giai đoạn đầu nó rất im lặng, nó không có một dấu hiệu gì cả. Thế thì nếu mà chúng ta phát hiện được ở cái giai đoạn im lặng đấy, nó chưa có cái triệu chứng rõ ràng, thì những cái trường hợp mà phát hiện được sớm thì gần như là chúng ta có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tức là cái việc phát hiện sớm và muộn nó tiên lượng nó khác hẳn nhau. Thế bởi thế thì chúng ta biết rằng là khi mà cái ung thư vòm ở cái giai đoạn khu trú ấy, thì nó có những cái dấu hiệu rất là mờ nhạt. Có khi là bệnh nhân chỉ có cái dấu hiệu là đau nửa đầu. Thế thì đây là cái dấu hiệu rất đặc thù của cái ung thư vòm. Tại vì ung thư vòm nó nằm vào sàn não mà. Cho nên là khi mà các cái hạch của nó phản ứng hạch là nó đã có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh ở trong cái nội sọ, nó gây đau nửa đầu rất rõ ràng.
Cái triệu chứng thứ hai mà nó hay đi kèm đấy là bệnh nhân cảm thấy ngạt mũi một bên. Đấy, cùng với cái bên đau đầu ấy. Và cái triệu chứng thứ ba nữa là bệnh nhân ù tai cái phía bên đấy. Tức là ba cái dấu hiệu đấy mà đi đồng thời thì khả năng ung thư vòm là rất cao. Thế ngoài ra thì nó có thể có dấu hiệu là hạch cổ cùng phía bên bị bệnh đấy. Thế thì có những cái trường hợp thì các cái dấu hiệu khác chưa có thì xuất hiện đầu tiên là dấu hiệu hạch cổ. Thế cho nên khi mà chúng ta phát hiện được một cái hạch cổ thì chúng ta cũng không nên chủ quan. Thế rồi là còn lại thì những cái triệu chứng khác ở cái giai đoạn sau khi mà u lan tràn ra rồi thì triệu chứng nó đã rõ ràng hơn rất nhiều. Nó có thể kèm theo là có thể khít tàn này, rồi có thể kèm theo là cái triệu chứng là bị lác mắt rồi sụp mi, rồi nó nhiều triệu chứng thần kinh khác nữa nó kèm theo. Thế thì chúng ta biết rằng là với một cái tình trạng mà bệnh nhân thấy rằng là mình chỉ mới xuất hiện một cái dấu hiệu duy nhất là ù tai thôi một bên thì mình cũng đã không nên bỏ qua rồi, đã phải đi tầm soát xem là mình có bị ung thư vòm không. Tiếp theo đấy là cái dấu hiệu xì máu mũi ở một bên thì cái dấu hiệu này nó lại có gợi ý về ung thư vòm nhiều hơn. Và tiếp theo nữa đấy là cái triệu chứng đau nửa đầu. Mà khi mà ba triệu chứng này xuất hiện thì cái việc ung thư vòm nó rất là rõ ràng rồi. Thế thì để cho làm thế nào mà người dân có thể phát hiện được sớm nhất cái ung thư vòm thì chúng ta biết rằng là ung thư vòm nó nằm ở cái vị trí rất kín và ngay sàn não. Thế thì phát hiện được sớm nhất bằng cách là chúng ta cứ 6 tháng một lần đi nội soi tai mũi họng, vô cùng đơn giản, nó chỉ mất 2 phút thôi. Thế xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra được cái vòm chúng ta nhẵn nhụi không bị làm sao. Thế rồi là thế đây 6 tháng một lần, thế thì mà nếu không tối thiểu thì cũng phải 1 năm một lần là đi soi vòm để có thể phát hiện được sớm ung thư vòm. Chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ ung thư vòm thì nó chiếm khoảng 10 đến 11% trong tổng số ung thư của toàn cơ thể mà. Thế cho nên là cái tỷ lệ này cũng là khá cao đấy chứ, cho nên chúng ta cũng không nên bỏ qua. Vâng. Khi bác sĩ nói đến con số 6 tháng nên đi kiểm tra sức khỏe một lần, cũng nhận được cái sự trao đổi của ekip làm việc chương trình của chúng tôi, mọi người cũng nói là cái con số 6 tháng đúng là con số vàng đấy, nhưng mà không phải ai cũng thu xếp được vì bây giờ ai cũng bận rồi, còn nhiều lý do chung và riêng nữa. Vậy thì trong quá trình điều trị ung thư vòm họng hiện nay thì có những cái tiến bộ như thế nào để mọi người có thể yên tâm hơn, thưa bác sĩ? Thế thì chúng ta biết rằng là cái công nghệ mà để các kỹ thuật cao để chúng ta điều trị cái ung thư vòm thì bây giờ nó đã tiến bộ rất nhiều rồi. Thế vì chúng ta biết rằng là ung thư vòm thì tuyệt đối là không bao giờ mà chỉ định điều trị bằng cách mổ. Thế cho nên chúng ta chỉ điều trị bằng tia xạ và hóa chất. Thế thì bây giờ cái tia xạ người ta đã có các cái kỹ thuật cao để người ta tia xạ trúng đích. Tức là khi người ta tia xạ vào thì nó đo để nó diệt được hết cái khối u này đi và nó làm khối u bay đi mất mà nó lại không tổn thương các cơ quan bên cạnh. Đấy là một cái điều mà nó đã cải thiện rất nhiều về cái chất lượng cuộc sống cho những cái bệnh nhân điều trị ung thư vòm phải điều trị hóa chất, phải điều trị tia xạ. Thế còn kết hợp với cả tia xạ thì người ta sẽ phải điều trị hóa chất. Thế thì tùy loại tế bào thuộc ung thư loại gì thì người ta phải có cái xét nghiệm hóa mô miễn dịch để người ta chọn cái loại hóa chất phù hợp. Thế thì sau khi điều trị hóa chất và tia xạ xong thì khối u đã được tiêu diệt rồi và hạch cũng đã được tiêu diệt khá nhiều rồi, thì còn thêm một cái liệu pháp nữa, đấy là người ta điều trị bằng cái liệu pháp miễn dịch để tăng cường cái sức đề kháng cho bệnh nhân. Rồi còn những các cái những cái tế bào miễn dịch đấy khi mà nó khỏe mạnh thì nó có thể diệt được những cái tế bào ung thư còn sót lại ở trong máu. Thế cho nên là việc mà chúng ta phát hiện sớm thì cái khả năng điều trị ung thư vòm khỏi gần như là chắc chắn. Vâng. Đó là từ phía ngành y tế. Vậy từ phía người dân, liệu có cái sai lầm nào bác sĩ muốn cảnh báo trong quá trình phát hiện hay là điều trị bệnh hay không ạ? Thế thì hầu hết thì các bệnh nhân thì người ta cũng đã hiểu biết rồi. Trước đây thì ở các cái vùng sâu, vùng xa người ta kém hiểu biết thì người ta sẽ từ chối điều trị và người ta cứ điều trị bằng thuốc đông y. Thì chúng ta biết rằng sau đấy thì bệnh nhân sẽ cuộc sống nó rất ngắn và nó sẽ di căn vào não và các cái cơ quan khác và bệnh nhân tử vong rất nhanh. Thế thì bây giờ thì bệnh nhân đã được hiểu biết rồi. Thế cho nên là người ta chỉ có cái điều là bệnh nhân sẽ rất sơ sài khi mà bệnh nhân thấy có những cái triệu chứng đầu tiên của ung thư vòm và người ta không để ý đến. Thế cho là người ta không nhớ cái điều mà bác sĩ đã khuyến cáo là nên là tối thiểu 1 năm một lần là phải được soi vòm một lần để kiểm tra xem mình có bị ung thư vòm không. Thì cái động tác này hết sức đơn giản. Thế còn nếu mà bệnh nhân mà tuân thủ theo các cái lời khuyên của bác sĩ mà đi khám phát hiện được kịp thời khi cái khối u mới xuất hiện ở cái mức độ là ở giai đoạn T1 thôi thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ điều trị được khỏi hoàn toàn. Vâng. Xin được cảm ơn những ý kiến đến từ Phó sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện An Việt.
Và hy vọng là trong ít phút trao đổi nhanh tại chương trình cũng mang đến kiến thức để cho mọi người hình dung được về câu chuyện hiện nay. Và chúng tôi thì cũng rất hy vọng là lời khuyên mà bác sĩ dành cho người dân để chúng ta tổng hợp lại để đề phòng căn bệnh này, những cái lưu ý gì và phối hợp giữa người dân và ngành y tế ra sao để có được kết quả tốt nhất. Thế thì để khuyến cáo lại thì chúng tôi cũng vẫn rất là muốn là truyền tải cho các bệnh nhân biết được các cái dấu hiệu sớm của ung thư. Cái thứ hai nữa là cái việc mà thiết thực nhất đấy là chúng ta cần phải tầm soát để phát hiện được ung thư sớm ở giai đoạn sớm. Và khi mà chúng ta đã phát hiện được là cái ung thư bác sĩ đã chỉ định, đã sinh thiết trả lời là dương tính rồi, thì chúng ta phải tuân thủ theo các bước điều trị của bác sĩ thì là bệnh nó sẽ tiến triển tốt và có thể là nó khỏi hẳn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoài An với ý kiến trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng khép lại chương trình Chào buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.